Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ linh kiện của điện thoại Asus Zenfone 3 Laser đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan điện thoại Asus Zenfone 3 Laser thì lỗi hỏng phần cứng, phần mềm, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ 024 6675099. Kỹ thuật viên tại di động cao cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhất cho các bạn cách khắc phục các lỗi sự cố liên quan đến Asus Zenfone 3 Laser mà quý hàng đang gặp phải. Các lỗi phần cứng cơ bản trên Asus Zenfone 3 Laser như treo logo, mất bút, mất email, hỏng main, hỏng camera máy ảnh, trần sạc, mic rung chuông, nói chung tất cả các lỗi phần cứng, phần mềm trên Asus Zenfone 3 Laser đều đã có phương án sửa chữa nhanh, chính xác tại di động cao cấp.vn. Quý hàng chỉ cần mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, chúng tôi sẽ thay mới, khắc phục, sửa nhanh các lỗi mà điện thoại Asus Zenfone 3 Laser quý hàng đang gặp phải. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý hàng vui lòng liên hệ 024 6675099 hoặc truy cập website www.didongcaocap.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.vn chúng tôi.